Sau khi kết thúc lượt trận thứ 6 tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ ngay lập tức bước vào quá trình chuẩn bị cho AFF Cup. Và nhiều cầu thủ thì cũng cần thời gian này để có thể lấy lại được phong độ cũng như là sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Một trong số đó chính là tiền vệ Phạm Văn Đức. Ở hai trận đấu gần nhất tại vòng loại World Cup 2022, tiền vệ Phạm Văn Đức đã không còn xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Thay vào đó, anh vào sân từ băng ghế dự bị. Thậm chí ở trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, Văn Đức còn bị thay ra trong hiệp 2 sau khi anh vào sân trước đó không lâu. Điều này tạo nên những hoài nghi về niềm tin mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho Phạm Văn Đức đã không còn. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã ngay lập tức lên tiếng. Phạm Văn Đức vẫn luôn là cầu thủ xuất sắc, đóng vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công. Ở thời điểm gần đây, Văn Đức không có được phong độ tốt. Tôi thay cậu ấy ra trong trận đấu với Nhật Bản, chỉ đơn thuần là tìm cách để thay đổi lối chơi và tìm kiếm bàn gỡ. Tôi hy vọng Phạm Văn Đức sẽ sớm tìm lại trạng thái tốt nhất của mình. Với cá nhân Phạm Văn Đức, anh cảm nhận được những áp lực dành cho mình. Quãng thời gian vừa qua, cầu thủ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không chỉ cố gắng hoàn thành giáo án trên sân tập, anh còn cố gắng để vượt qua sức ép tâm lý mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng từng phải đối mặt. Thời gian qua thì thật sự em gặp khá áp lực và em thì cùng có đấy thì em cùng gia đình em đã luôn ở bên và động viên em để cùng như thầy và các bạn đã động viên em để cho em vượt qua áp lực. Phạm Văn Đức đã từng là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo ở tất cả các giải đấu. Anh đang gặp những rào cản trên con đường tìm lại phong độ tốt nhất. Và đó cũng là thử thách để tiền vệ 25 tuổi sẽ trưởng thành và nỗ lực trở lại trong thời gian tới.